giới đang thay đổi hàng ngày. Mọi vấn đề trong cuộc sống được giải quyết đơn giản hơn nhờ vào sự phát triển công nghệ và xu hướng số hóa. Bạn đã sẵn sàng cho điều đó? Chỉ một cú click chuột, khái niệm về sự kiện truyền thống mở sàn chương mới. Khám phá mọi thứ ngay tại nhà không còn là điều bất khả thi. Kỷ nguyên công nghệ số còn nhiều hơn thế, mang đến giá trị của sự kiến tạo niên kỷ mới và tự tin làm chủ cuộc sống. Ngành bảo hiểm nhân thọ cũng không nằm ngoài bước tiến đó. Để phát triển, chúng ta phải bắt kịp xu hướng và sẵn sàng chuyển mình, tăng giá trị thương hiệu của ngành bảo hiểm nhân thọ nói chung và cá nhân tư vấn viên ưu tú, thể hiện đẳng cấp chuyên nghiệp của một tổ chức hàng đầu, tinh giản các bước tiếp cận tư vấn và chăm sóc khách hàng cũng như các thủ tục khác của ngành bảo hiểm nhân thọ. Để tiến gần hơn với danh hiệu MDRT danh giá, hãy sẵn sàng chạm đỉnh thành công với 4.0.